Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Ezzy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Robots Evolution nha anh em ơi. Tiến hóa robot nha anh em. Đấy, tôi sẽ mua mấy con này vào để tiến hóa. Kết hợp này, kết hợp hai con robot với nhau ấy. Đó, chúng ta sẽ có một con robot nhìn trông nó khá là ngáo. Mình sẽ nâng cấp cái này lên, Robot Delivery. Nó sẽ có tăng cái thời gian mà xuất hiện này. Evolution là thỏ, tiến hóa thỏ. Sẽ để ra những quả trứng nhé. Nhìn chung khá là buồn cười anh em ạ. Đấy, kết hợp hai con robot với nhau này. Rồi kết hợp hai con này với nhau. Đó, thành con robot loại mới anh em ạ. Nhìn chung khá là đẹp. Chúng ta được thêm một game. Cái này sẽ đợi về hơi lâu ạ. Tôi đoán nó sẽ hơi bị mất thời gian. Tractor. Đấy, mình vừa nâng cái tractor lên rồi. Cái tractor để làm gì nhỉ? Không biết là cái tractor để tác dụng làm gì luôn. Hình như là nó cũng sẽ tăng cái tốc độ mà nó sẽ hồi mấy con robot này lên đây xem hay sao anh em ạ, có phải không nhỉ? Mình cũng chỉ đoán là thế thôi, nó có phải không đó. Đấy, hai robot này kết hợp với nhau đó, cho có con dạng robot ba chân, à đâu, hai chân và một cái rắc cắm anh em ạ, nhìn vẫn khá là phèn. Đây thật ra là mới chỉ mấy cái dạng đầu thôi. Đây là robot Speedier đấy, Beef Iboli SM4 Rito Chip Chas. Đấy là những con robot hiện tại mình đang có. Tôi đứng ngoài này tôi có thể là kiếm thêm tiền này. Không có tiền là cũng sẽ hơi bị mệt đó. Ấn vào cái con robot mà nó cho khả năng tạo ra nhanh nhất đấy. Đấy ok anh em ơi. Đó, rồi hai. Cái gì đây? Chưa. Chúng ta chưa lên được con robot mà mình đang cần anh em ạ. Cũng không thể nâng cấp được, hiện tại thì mình cũng đang không nâng cấp được nha. Đấy, kiếm nhiều tiền hơn bằng cách là ấn vào con robot anh em ạ. Game này là vừa clicker vừa là evolution à. Đấy, hai con lên rồi. Bây giờ thêm vài con nữa là đẹp anh em ạ. Tôi nghĩ là sẽ rất là nhiều con xịn sò trong này. Ok. Nhìn con này khá là buồn cười, khá là hài. Trứng Fast Finger đạt được một cái thành tựu kìa anh em. Tiếp game chắc để mua robot ha. Có lẽ là thế thôi. Ở đây có phần quà, nâng cấp được rồi này. Chúng ta phải đủ tiền cơ anh em ạ. Đây ok, double bằng cách là xem quảng cáo anh em ạ. Xem một video về quảng cáo YouTube các kiểu đại điều. Ok, chúng ta sẽ vào game. Bốn ba hai một và rồi chúng ta sẽ ấn X ra ngoài và để kiếm được thêm game ở bên này anh em ạ. Đấy, hợp lý nhờ một phát bên này nữa này. Đấy rồi anh em ơi, chúng ta sẽ lên được con robot mới. Ui, robot máy giặt anh em ạ. Ấy chà, nhìn hay à. The What Special anh em ạ. Tiền đâu mà mua cái này, trời ơi mua chết tôi. Tôi đang có khá nhiều tiền để tôi có thể nâng cấp rồi anh em ạ. Cái này là gì? Cái này để mua thôi, không có gì mới anh em ạ. 5.000 này, tractor này, rainbow này. Cho cái rainbow là cái từ á. Mình sẽ double coin trong vòng 2 giờ anh em ạ. Đây, chúng ta có shiny multi your coin nhân 5. Cho xem quảng cáo, hai cái quảng cáo ở hai bên này. Đằng này thì mình xem luôn ha. Tân 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 tân. Ok, chúng ta sẽ vào game anh em nhé. Chiến thôi. Đợi tí, 5 giây, 4 giây. Ba giây, hai giây và một giây. Ok anh em, rồi chúng ta ấn cái này cả trên nữa luôn nhá. Cái trên cũng sẽ là free luôn ha, hai cái luôn ha. Rồi anh em ơi, sáu năm bốn ba hai một. Ok,
Và rồi chúng ta ấn X để vào game. Thế thôi. Cho em có 2 tiếng để được double coin à. Full nó. Thế rồi. Rồi. Bây giờ thoải mái đi anh em. Cái gì? Chưa mở cái gì ấy? Tôi cũng không biết là mở cái gì luôn, nhưng mà thôi. Bây giờ tôi sẽ kết hợp như này. Chắc chắn là sẽ có robot loại mới mà xem. Đảm bảo với anh em là có robot loại mới. Cái này nó tự động nó ấn à? Cho chúng ta à? Không, nó không tự động ấn đâu. Nhưng mà mình vẫn phải gọi là tác dụng của nó à. Đây mình sẽ có thêm con robot nữa. Nhắm robot thế. Ở đây hai con này với nhau á, xong mới tạo thành con ba chân, xong tạo thành con ui con rồng anh em ạ. Wow, yes, cho lên được một đời rồng anh em ơi. Metrabyte, con này tên là Metrabyte. Có một cái hòm ở đây. Chẳng biết nó cho cái gì. Evolution. Trời ơi, ôi. Lấy luôn con này thôi. Đây là đang lấy đây, kho báu này. Kho báu free à. Free. Nó sẽ tạo ra không giới hạn trong vòng 60 giây ạ. Trong vòng 1 phút ạ. Nó kiểu như thế. Cái quan trọng mình đang là cần tiền anh em ạ. Ấn một con này sẽ tạo ra tiền nhiều hơn tí thôi. Nó cũng không phải là quá nhiều nhưng mà chấp nhận được. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể mua được bằng game hoặc là mua bằng tiền. Mua luôn cái con đấy để nó tiến hóa lên thì nó sẽ dễ hơn. Ok, nâng cấp anh em ơi. 30.000 dành cho cái Evolution Bar. Ui, cái này không cần. Mình đã phí 30.000 tiền để mua cái gì đó rất vớ vẩn anh em ạ. Thế tôi thấy rất là không tốt lắm, không ngon lắm. 1.500 cho một cái luôn. Ồ, ấy vào đâu vậy? Chưa kịp làm gì luôn đấy, thật. Tuy nhiên nó xuất hiện quảng cáo nha anh em. Tôi không biết là làm nào. Tôi muốn tiến hóa lên thêm một đời sau con rồi con rồng này nữa. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ ấn X để sẵn sàng. Thank you for watching. Sẽ được thêm ít tiền. Nó không phải là nhiều lắm nhưng mà thôi tạm. tạm. Dùng tạm. Chưa được, mình mới có thêm một con đấy thôi. Một con dishwasher thôi. Cái này không giới hạn thì nút mình chắc ấn đến mỏi tay mất. Các thành tựu đạt được và chúng ta sẽ claim được một ít game anh em ạ. Chúng ta còn 5 viên game. Guest bonus. Mình không nên nâng một cái kia làm gì thật sự thề. Nhưng mình nghĩ mình nên nâng cái mua con robot ấy. Này, mua con robot ở đây này. Lúc nào còn mua được thì cứ mua anh em ạ. Đấy ok, rất nhiều robot cấp 2 nhá. Đỡ phải kết hợp ha. Đây rồi. Con rồng ấy anh em ạ. Con rồng ta sẽ lên được một đời mới nữa. Úi dồi ôi, con này xấu thế. Robotics. Con này tên là Robotics. Thế con rồng đẹp hơn nhiều. Ủa, tại sao không lấy được con gì đấy? Có một con nó không lấy được nè. Khá là dị à. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.